tục về hàng một sản phẩm cục đẩy nữa. Em lại lên video giới thiệu toàn thể các bác cục đẩy 4 kênh nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu JBA. Các bác nhé, JBA. Cục đẩy này là 4 kênh và công suất đầu ra là 600W trên một kênh. Phù hợp cho các bác chơi những hệ thống âm thanh karaoke gia đình, hoặc là các bác lắp in sang card cố định vào trong những hệ thống cà phê sân vườn. Ví dụ thế thì nó sẽ phù hợp hơn là 800W một kênh. Bởi vì nhiều các bác là không sử dụng hết công suất của 800W. Với cái dòng 4 kênh và 600W trên một kênh này thì nó sẽ phù hợp cho các hệ thống loa 25-30 hoặc là 40, nhưng mà công suất nó nhỏ vừa phải thì nó sẽ khá là phù hợp. Còn nhiều các bác nào vẫn không thích sử dụng 800W một kênh thì hãy sử dụng 600W một kênh đến từ thương hiệu JBA. Đây là một sản phẩm nhập khẩu chính hãng của công ty, và bên em cũng may mắn được review cũng như giới thiệu với toàn thể các bác. Còn sau này nếu như có anh em nào mà giới thiệu thêm nữa thì cũng vui. Đấy. Càng bán được nhiều thì công ty càng vui, chứ còn em thì em thấy chưa vừa được vui lắm. Ví dụ doanh số của em một năm bán được 100 con thôi là vui lắm rồi. Nhưng mà một năm thì anh em ủng hộ chắc đâu đó chỉ được mấy chục con thôi là cũng khá là phấn khởi rồi. Thì đây là nguyên đai nguyên kiện, hàng nhập khẩu chính hãng. Các bác nhé, em sẽ unbox ra, quay giới thiệu sản phẩm để các bác cùng xem và anh em bên công ty cùng xem, cùng chiêm ngưỡng xem là đây là một sản phẩm nhập khẩu chính hãng thì là có những cái gì. Như cái phần vừa rồi cùng hôm trước em có quay review với con đại kia thì là sẽ là rút gọn, rút qua cái đoạn B, bởi vì cái đoạn B là cũng khá là nặng nhọc. Thì đây là cũng là nguyên đai nguyên kiện, em sẽ rút đai kim ra cho các bác cùng xem. Đó, rút đai kim ra cho các bác cùng xem. Đây, em sẽ mở hẳn ra cho các bác cùng xem. Đây là ND4600, đây là 4 kênh 600W trên 1 kênh, trên tải 8 ohm. 4 ohm thì đâu đó nó khoảng tầm 1000W trên 1 kênh. Và khi các bác dồn hai kênh làm một để đánh dồn kênh thì công suất của nó đâu đó nó sẽ vào khoảng là 1200 đến 1300W trên 1 kênh trên tải 8 ohm. Và trên tải 4 ohm thì đâu đó nó khoảng tầm 1800 trên 1 kênh khi dồn kênh nhá. Con này thì là máy nhập khẩu chính hãng, thì em sẽ bê ra và quay chi tiết cho các bác cùng xem và kết hợp hai chiếc chồng lên nhau để cho các bác xem là cặp đôi hoàn cảnh này nó sẽ có hoàn cảnh như nào, mục đích sử dụng trong hoàn cảnh nào các bác nhé. Đây là sau khi em đã bóc ra này, các bác nhìn cái cặp đôi hoàn cảnh trông nó có thấy cái hoàn cảnh của nó rồi không? Cặp đôi hoàn cảnh công tắc nguồn đây nhé, công tắc nguồn trong vị trí này, kênh ABCD của hai kênh và cái hàng đèn thiết kế mặt trước ấy, hãng đã thiết kế hai cái tấm nhôm được ốp ở đây và bắn bằng vít lục giác, nó rất là nhìn trông cũng có vẻ là rất là ra gì và này nọ, nhìn trông cũng phải chắc chắn đấy. Đó. Mặt trước là chúng ta sẽ có hai cái tấm lưới có thể tháo để vệ sinh nhé, nên là hãng có thiết kế sẵn ốc vít bốn cạnh đây. Ví dụ như cái hàng nào mà lục giác này thì nhiều anh em sẽ không có luôn cái đồ tháo, nhưng mà bốn cạnh thì gần như nhà nào cũng có. Tháo ốc bốn cạnh này ra hay nhấc cái tấm lưới này ra, chúng ta sẽ thay được cái tấm mút chắn bụi. Đấy, tùy từng không gian, từng điều kiện sử dụng, chúng ta sẽ gắn chắn bụi hoặc là không gắn chắn bụi. Đây là phía trước, còn đây là phía sau này. Phía sau thì như nhau nhé, phía sau thì gần như là không có gì để mà kêu cả, không có gì để mà nói cả, hoàn toàn là gần như là như nhau hết. Đó, hàng nhập khẩu chính hãng thì các bác hoàn toàn yên tâm, hỗ trợ bảo hành, hỗ trợ đổi mới nếu như có lỗi của nhà máy. Đó. Máy làm nguyên đai nguyên kiện thì em cũng lười tháo máy nhé, em chỉ quay giới thiệu review qua này thôi. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em, còn em sẽ có hình ảnh của máy 2 kênh và máy 4 kênh, em sẽ chèn hình vào sau để các bác xem, để biết thêm thông tin về cái sản phẩm của cái cấu hình máy như này. Linh kiện thì phổ thông thôi nên là thuận tiện cho anh em sử dụng. Ví dụ như là sau này mình sử dụng khoảng tầm 3 đến 5 năm mà chả may nó có lỗi về cái phần linh kiện thì linh kiện thay thế cũng rất là đại trà, giá cũng vô cùng là hợp lý thôi chứ không có đắt. Đó. ND4600 4 kênh 600W một kênh, ND4800 4 kênh 800W một kênh. Đó, công suất phải chạy, công suất đầu ra liên tục. Đấy các bác nhé, nhìn máy trông nó rất là sang, xịn, đẹp.
trong các cái video đằng sau, nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì em sẽ tháo ra cho các bác xem nội thất bên trong, nhưng mà hôm nay thì hơi bận tí, em các bác là hết sức thông cảm nhé. Đây là video giới thiệu ND4600 và quay cùng với 4800 thì chúng ta xem hình thức máy nha. Riêng về cái phần hình thức là đã rất là ăn tiền rồi, đúng không ạ? Hình thức rất là ăn tiền rồi. Ok, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.